một gợi ý cho em cực kỳ hấp dẫn. Em đã được một người cực kỳ may mắn, đó là em là người yêu của anh. Em buồn quá. Nỗi đau này có khi là phải đau hơn cái nàng Minh Hương lúc nãy. Nhưng mà em yêu. Rồi nhưng mà em bây giờ tối nay thì em không muốn, em không phải làm. Đấy, ok nhá. Thì bây giờ như này, em và anh đang là trong quan hệ cực kỳ nồng ấm phải không? Tự nhiên em có một cái dự định rất là lớn là trong khoảng thời gian tới em sẽ đi du học. Đấy, em sẽ chuẩn bị đổ. Em sẽ đi du học, em đang học ở toàn phần một cái trường nổi tiếng ở một đất nước xa xôi mà em đã làm mong ước. Thế nhưng mà có một cái là bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Và thực sự là bố mẹ anh vẫn muốn em vào những cái giáo dục mình trong từ trước. Và anh thì thực sự là không biết có phải là giáo sư Nghiên cũng hơi cũ hay không, nhưng mà anh thật ra nếu mà em mà đi thì có khi anh em mình không còn nhau nữa. Trời ơi. Thế nên là em có thử giả sử là muốn giả sử nhá là em cứ kỳ yêu anh đi. Được chưa? Giả sử như thế thì bây giờ anh sẽ làm giải quyết tình huống đó như thế nào, cách thức của anh như thế nào để mà anh cùng em sẽ chọn cái việc nó vẫn vừa vẫn đi học và vừa vẫn có được người yêu tuyệt vời nha. Ồ. Thế trình độ học vấn anh đến đâu ạ? Master bằng Úc đi. Không, phải bằng Việt Nam thôi. Bắt đầu. Anh ơi. Ơi. Thực tế em sẽ đi du học rồi. Em đang cười, em đang khóc đấy. Anh thì anh đang thực sự đang khóc đấy. Em đang vui lắm. Anh chỉ là Master đúng không? Master Việt Nam. Vina Master. Sắp tới em sẽ đi học Master Úc. Hả? Vina Master Úc thì hơn Master Úc Vina hơn. Nghe có biết Úc cách là đồng hồ 10 đến hàng nghìn km không? Thì là sao anh em mình có thể gặp với nhau nữa? Thì anh đi học với em. Anh dũng lắm. Anh học bên giáo sư, có tiến sĩ. Không em ơi, không được đâu anh cố tìm người toàn trường. Thế không bảo rồi. Thế nhưng mà chẳng em yêu anh chỉ vì cái bằng cấp chứ ạ? Chứ gì? Hàng trăm cô gái đang đứng xếp hàng để chờ nộp đơn và xin tuyển làm người yêu của em. Những bạn đây là những bạn đã bị loại. Không được, không được nộp đơn, nếu phải đứng ngồi đây. Còn những bạn ngoài kia nhìn thấy tao thì sau cái cổng kia hàng trăm cô gái. Thế nên là anh thực sự là thấy như thế này, em của anh có khi em sẽ không bao giờ tìm người khác. Yêu anh như anh, hay yêu em như anh. Tức là anh không đi học với em thì giả sử như anh đi học với em á, anh không thể đáp vào cùng một giường với em được. Anh em vẫn sống cách nhau hàng trăm hàng nghìn km. Em học ở cùng thành phố. Em thích học trường nào? Em thích học Melbourne. Melbourne thì thế là anh học ở anh học ở New South Wales. New South Wales không biết nữa. Cách hai trường cách nhau khoảng 500.000 cây số. 500.000 cây số. Tóm lại nhá. Là em. Một là em đi học em bỏ anh thì hai là anh không bắt em lựa chọn. Anh không bắt em lựa chọn tất cả là suy nghĩ của em. Bây giờ em không bắt em lựa chọn, em phải chọn anh hoặc chọn du học. Mà em thấy cái nào cái giải pháp phương pháp hoặc là cái giải pháp nào hợp lý, em nghĩ là em có thể là có những cái gì đó mà nó phù hợp với cả anh và cả em, cả tương lai của em và cả tương lai của anh nữa. Thì em có thể chọn cái đó. Anh không bắt em phải chọn giữa một và một. Thế tình cảm của em với anh thế em hỏi em đi, còn anh với em thì nó phải rất là cao rồi. Rất cao à? Thế đi xa nhau một vài cây số thì em nhầm gì? Vài nghìn cây số anh nhầm đến. Thỉnh thoảng ngày nào cũng chăn gói điện này. Skype à? Tức là anh có gì anh có đủ đạn không? Anh lo đúng không? Anh lo là lo em ý. Cái tình cảm của chúng ta từ trước đến nay có khi chỉ là những lời nói tầm thôi của em nói đấy. Anh thua. Anh thua.